Không chỉ mất xe máy mà kể cả ô tô cũng bị mất trộm một cách vô cùng hy hữu khi chủ xe đi rút tiền như trong tình huống ngay sau đây. Theo camera an ninh ghi lại, lúc này một chiếc ô tô màu trắng dừng lại sát giữa hè. Nạn nhân đổ xe ở đó để vào trong cây ATM rút tiền nhưng lại quên rút chìa khóa. Sau đó xuất hiện một nam thanh niên mặc áo xanh đến tiếp cận và quan sát. Sau đó đối tượng này lên xe và điều khiển phương tiện rời khỏi hiện trường. Ngoài bị mất xe thì vấn nạn mất tiền do trục trặc hệ thống trong lúc giao dịch hoặc là tình trạng quên rút thẻ, quên nhận tiền tại các ATM cũng xảy ra rất phổ biến khiến cho người dân bị mất tiền oan uổng. Người phụ nữ mặc áo xanh vào cây ATM thực hiện giao dịch. Có lẽ gặp trục trặc nên chị này đã rút thẻ và sang cây ATM bên cạnh. Lúc này một người đàn ông đứng bên trong cửa kính đi qua đi lại, ngó nghiêng về phía cây ATM lỗi. Sau đó ông ta mở cửa tiến lại cây ATM này, lén rút tiền của người phụ nữ vừa bị đổi giao dịch rồi đút vào túi. Trong khi người phụ nữ vẫn đang loay hoay rút tiền, người này liền đánh lạc hướng giả vờ quan sát sửa chữa cây ATM. Thấy người phụ nữ không chút nghi ngờ, người đàn ông nhanh chóng bỏ đi. Vụ việc được camera an ninh, trụ ATM và nhà dân ghi lại. Cô gái mặc áo xanh tới trụ ATM để thực hiện giao dịch rút tiền nhưng không hiểu lý do gì mà đã sơ ý, mãi nhìn vô điện thoại quên lấy thẻ và tiền. Ngay sau đó, một phụ nữ khác vào thấy và lấy 10 triệu đồng.